nhà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gặp sự cố. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, căn biệt thự của mình bị người lạ mặt dùng súng hơi vô tình bắn vỡ kính. Trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng viết, do nhà Hưng cây xanh rất nhiều nên chim kéo về cũng không ít, lâu lâu cũng có xuất hiện những chú chim lạ và có cả sóc nữa. Có lẽ có ai đó đã dùng súng hơi, đạn bi để bắn chim, nhưng đã bắn vào kính của phòng tập gym làm rạn vỡ, tan nát cả tấm kính. Kèm theo đó, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh trước cửa kính bị rạn rứt hoàn toàn và một vật nghi là đạn bi. Anh bức xúc, nếu nhà bạn bị bắn như vậy, bạn sẽ phản ứng thế nào? Bữa nay tôi đóng vai hoa hậu thân thiện, nói ít mong người nào đó đọc được và có ý thức xíu. Nếu nó trúng người thì sao đây? Nam ca sĩ cũng cho biết đã trình báo sự việc với công an và phía cơ quan chức năng yêu cầu anh giữ nguyên tấm kính cùng vật nghi là viên đạn để xuống khảo sát, đo đạc và xác minh. Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ có tiếng trong showbiz Việt. Bên cạnh sự nghiệp ca hát thăng hoa, nam ca sĩ còn gây chú ý khi sở hữu khối tài sản khủng sau nhiều năm đi hát và kinh doanh. Anh hiện đang sống tại căn biệt thự xa hoa tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh với giá trị ước tính hơn 60 tỷ đồng. Bên trong nhà được trang trí bằng nhiều sản phẩm nội thất cao cấp được đích thân Đàm Vĩnh Hưng mua trong các chuyến lưu diễn nước ngoài. Ngoài ra, anh đầu tư mảng sân vườn rộng rãi, thoáng đãng với nhiều cây xanh và hoa đẹp. Mỗi dịp lễ Giáng sinh, anh thường mở cửa biệt thự để khán giả đến tham quan, chụp ảnh không gian do anh và ekip kỳ công trang trí.